Như vậy ở trong cái bài 12 này các bạn thấy là canh giữa nhưng mà một bên ca khúc á, là canh bên phải nè, ca sĩ là canh bên bên trái qua, cho nên chỗ này chúng ta phải dùng tab stop, tab stop ha. Như vậy chỗ này chúng ta có bài bài một chúng ta sẽ chia làm hai màn hình cho nó dễ nhìn, nó hơi nhỏ nhưng mà các bạn biết cách làm thôi. Như vậy ở trên này nè, bình thường hoặc của các bạn sẽ không thấy kích thước, cho nên các bạn vào menu view thì ở trên này nó có ruler, các bạn sẽ bấm vô để nó hiện kích thước ra. Rồi trên kích thước thì phía bên góc này nó có một cái tab stop. Như vậy chỗ này người ta đang để là left tab, mình lấy chuột vô là center center tab, rồi lấy chuột vô nữa là right tab. Ở đây decimal, như vậy cái này dùng để làm gì? Khi mà các bạn tính thành tiền hoặc là nó có cái số nào mà số lẻ đó, ví dụ như là 3.15, 7.5. Như vậy cái mà chúng ta cần canh lề là dấu chấm. Ví dụ như là 12.6. Như vậy cái chúng ta canh lề là dấu chấm, tức là phần phân cách thập phân. Thì chúng ta dùng decimal. Rồi, chúng ta chỉ quan tâm đến những cái đó thôi. Rồi bây giờ ở trong bài này thì lúc đầu chúng ta trong cái đề là nhạc phẩm đang phát hành. Vậy ở chỗ này chúng ta chỉ cần canh giữa trang thì không cần tab stop, canh giữa trang control E là canh giữa trang ha. Các bài hát đang thịnh hành. Rồi. Đối với lại phần này chúng ta cần control L để nó quay ra ngược trở lại. Và chúng ta sẽ canh lề cho ở đây ca khúc canh phải, tab stop phải, ca sĩ canh tab stop trái. Như vậy chúng ta sẽ chọn ở đây nè, trên góc trên bên trái chúng ta chọn canh phải trước, và chỗ này chúng ta tương đối thôi, không cần chính xác, chúng ta cứ đặt vô. Nếu như mà tí nữa nó lệch thì chúng ta sẽ chỉnh lại một canh phải và chúng ta chọn canh trái nữa. Đây đây rồi, nhảy qua rồi. Rồi, chọn canh trái. Rồi, phải trước trái sau. Và chúng ta nhấn phím tab đến nha. Đó, các bạn nhấn cách cách đến là nó ra dấu chấm như thế này. Còn các bạn nhấn phím tab đến thì nó chỉ thể hiện một dấu mũi tên thôi. Và chúng ta chọn là ca khúc, ca sĩ. Như vậy chỗ chữ ca khúc này chúng ta muốn cho nó in đậm gạch chân luôn. Ctrl B, Ctrl U. Ca khúc tab đến. Ngay cái chỗ tab này chú ý ha. Ca sĩ. Như vậy thì cái đoạn này nếu như chúng ta không muốn cho nó gạch chân thì chúng ta bôi đen đoạn này, Ctrl U, bỏ gạch chân đoạn này đi. Rồi, sau khi mà chúng ta gõ xong, chúng ta xuống dòng thì Enter. Tất nhiên các bạn Enter thì nó sẽ mang theo Ctrl B và nó mang theo Ctrl U luôn. Vậy lúc này chúng ta nhấn Ctrl B, Ctrl U một lần nữa là nó sẽ tắt in đậm và gạch chân. Và chúng ta tab đến tại đây chúng ta ngàn năm vẫn đợi. Rồi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tab đến. Và tương tự như vậy, các bạn sẽ gõ cho các cái bài hát khác và nó sẽ tự động nó canh lề phải cho mình. Cho bạn cho tôi làm trường đấy, như vậy nó sẽ tự động nó canh cho mình.
Và chỗ này đối với dòng cách dòng nó ít, còn mình dòng cách dòng nó nhiều, thì mình có thể format thêm ở chỗ là paragraph. Ở phần trên paragraph nè, các bạn chọn vô đây. Trong paragraph thì nó sẽ có canh lề cho bạn là đoạn phía sau cách đoạn phía trước là 8. Bây giờ mình chọn là khoảng 4 thôi. Rồi, dòng cách dòng, chọn single. Ok, các bạn sẽ có là nó ít cách với nhau hơn. Hoặc là bạn chọn là giữa dòng với dòng không có khoảng cách. Thì cái after và cái before đó các bạn chọn bằng không hết. Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong bài số 1. Đối với lại bài số 2, trong bài số 2 thì chúng ta chỉ cần quan tâm là chỗ này chúng ta sẽ sử dụng. Ở phía bên trái thì có thể chúng ta sẽ tận dụng cái canh lề của trang luôn, không cần làm gì thêm. Ở phía chỗ này thì chúng ta canh lề trái ở đây là dùng một cái tab stop trái. Ở đây cũng dùng tab stop trái. Như vậy làm tương tự như bài 1, chúng ta đã làm xong được bài 2. Chúng ta đặt tab stop. Đối với bài 3, bài này thì hơi khó. Ở chỗ này, đúng ra cái đoạn này nè, thì ba cái này nó sẽ canh giữa với nhau luôn. Trường đại học, trung tâm tin học và số, nó sẽ tự động canh giữa. Trong văn bản, đúng ra nó sẽ canh giữa ha. Cho nên chỗ này tí nữa chúng ta sẽ làm tab stop giữa. Ở đây chúng ta cũng sử dụng tab stop giữa, chứ không phải canh giữa trang nha. Tab stop giữa. Còn đối với lại cái phiếu báo dự thi thì nó là canh giữa trang. Mình control E nó chạy vô, mình không cần gì hết. Anh chị thì nó là canh trái, mình cứ để canh trái của trang là được. Rồi chỗ này tab stop trái, nơi sinh, chứng minh nhân dân, mình enter xuống đến khóa luôn là nó tự động nó copy cái định dạng từ trên copy xuống rồi. Mình không cần sửa gì thêm hết. Chủ yếu chỗ này nó có dấu gạch thì tí nữa mình setup thêm cái chỗ dấu gạch thôi. Rồi xuống đến chỗ phòng máy thì ở đây xuống đến chữ khóa, bản thân cái chỗ chữ khóa này, cái tab stop trái này nó vẫn đang còn giữ nè. Vậy đến chỗ này mình chỉ cần kéo cái tab stop trái qua đây và mình thêm một cái tab stop trái nữa. Được chưa? Rồi, một cái đặc biệt mà các bạn cần lưu ý là ở phía sau này nè, nó tự động nó gạch ra phía sau. Nếu như mình chỉ đặt một cái tab stop ở đây thì mình chỉ setup được cái đoạn này thôi, còn cái đoạn phía sau mình chưa làm được. À, cho nên trong quá trình mà các bạn đặt tab stop thì các bạn đặt ở đây tab trái cũng được, tab phải cũng được. Bởi vì thực ra mình đặt để tí nữa mình set cái leader cho nó thôi, chứ mình không có làm gì cho sau này hết. Cho nên bạn đặt cái gì cũng được hết. Rồi cái cuối cùng, để dự kỳ thi thì chỗ này nó có một cái cuối cùng, thì mình giữ lại cái cuối cùng thôi. Rồi mình xóa hai cái tab stop cũ đi. Và cuối cùng nữa là chỗ này, tab cánh, tab giữa của hai đoạn này. Như vậy đối với bài này thì khá là phức tạp, còn bài trên thì tương đối là dễ, đúng không? Rồi chúng ta sẽ làm bài 3. Tí nữa hỏi cơ sở. Rồi để thầy hướng dẫn đi, em hỏi gì thầy cũng chưa biết là em đang hỏi gì luôn. Rồi được rồi. Bây giờ đối với lại cái bài này, chúng ta sẽ tạo trước. Lúc nãy thầy nói với các bạn rằng là chúng ta sẽ dùng tab giữa ha. Tab giữa. Như vậy chúng ta có hai cái tab giữa và tương tự như lúc nãy thì tab giữa này chúng ta cũng đặt tương đối. Rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh sau. Ví dụ như chỗ này chúng ta để là trường cao đẳng FPT, dưới này là trung tâm tin học, dưới này số ha. Như vậy các bạn chọn canh tab giữa. Rồi tab giữa mình cứ đặt tương đối thôi. Và nhớ chỗ này mình tab đến trước rồi mình đã gõ sau. Trường cao đẳng FPT đi ha.
Rồi ở dưới, ở chỗ này bạn có thể tap luôn để gõ chữ Cộng hòa xã hội luôn. Bỏ cái dấu này đi cho nó dễ gõ. Rồi, enter xuống tap vô trung tâm tin học. Rồi, Cộng hòa độc lập tự do hạnh phúc. Rồi, xuống dòng chúng ta có số 2 chấm cách ra xuyệt. Rồi, ở chỗ này các bạn sẽ insert symbol. Hôm trước chúng ta nói insert symbol ở đâu? À, các bạn tìm những cái ký tự mà chúng ta muốn ha. Rồi, Windin. Xem thử trong Windin có cái ký tự chúng ta cần hay không. Thường nó sẽ nằm trong Windin. Các bạn có thể là chọn ký tự trước sau gì đấy. Ví dụ như ở đây. Rồi, hoa. Ok. Đó. Như vậy là chúng ta đã chèn được xong. Và nếu trong văn bản của chúng ta, tí nữa mà chúng ta thấy các đối tượng này mà nó không cân đối, thì chúng ta sẽ chỉnh lại. Còn không, bây giờ chúng ta cứ Ctrl E, phiếu báo dự thi. Rồi, xuống dòng. Bây giờ tại vị trí này, chúng ta không cần đến tab stop cũ, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái tab stop mới là canh trái ở đây và canh trái bên này. Thì chúng ta có thể tạm bỏ đi hai cái tab stop cũ hoặc là chúng ta chuyển cũng được. Bỏ đi thì bằng cách là các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ lên phía trên ở cái tab stop, các bạn lấy chuột và kéo xuống dưới. Nếu kéo đi qua bên cạnh thì nó sẽ di chuyển cái đối tượng của chúng ta. Ví dụ như ở trên này chúng ta chọn ba dòng này và chúng ta di chuyển cái tab stop này vô trong thì cả ba nó tự động nó đi theo cái tab stop của mình. Rồi trung tâm cũng vậy, nó đi theo luôn thì rất là tiện. Rồi đến đây chúng ta muốn bỏ hai cái tab stop này thì chúng ta click chuột vô kéo thả xuống dưới mất. Tương tự như vậy bên này chúng ta cũng click chuột kéo thả xuống dưới. Và chúng ta sẽ sử dụng hai cái tab trái. Rồi, một cái tab trái ở chỗ phái, một cái tab trái ở cuối. Như vậy chúng ta sẽ đặt tạm ở đây thôi, không quan tâm nó ở đâu ha. Chúng ta đặt xa xa ra, rồi chúng ta kéo lại. Tại vì chúng ta đặt gần thì nó bị dính vô cái nút canh lề phải. Rồi, bây giờ chúng ta đang ở trạng thái là canh giữa. Chúng ta Ctrl L để nó quay về canh trái. Và một vấn đề nữa là cái chữ anh chị của chúng ta nó thuộc vô trong tí, cho nên chúng ta kéo canh lề trái qua. Chúng ta không cần tap stop, chỉ cần kéo canh lề trái là được. Rồi, chỗ này chúng ta có anh chị gì nữa nào? Tap đến một cái chữ phái, tap đến phái, vậy là đúng rồi, nhưng mà chưa có dấu gạch ha. Như vậy để mà setup được chỗ này thì các bạn sẽ double click lên cái dấu tab của mình là nhanh nhất. Được chưa? Trên dấu tab nè, double click lên thì nó hiển thị cái bảng tab này lên cho chúng ta. Vậy chúng ta thấy là đối với dòng này chúng ta đang có hai tab. Một tab là chúng ta đang đặt ở 52.5 mm, một tab là chúng ta đặt ở 157.5 mm. Được không? Vậy hai tab này chúng ta sẽ set cái ladder cho nó nè. Vậy trong đề người ta yêu cầu mình set ladder gì? À, gạch liền. Vậy chỗ này nó là số 4. Và chúng ta chọn tab nào thì chúng ta nhấn set tab đấy ngay lúc này. Còn nếu mà mình chuyển sang cái khác là nó mất. Mình phải set trước. Rồi giả sử thầy set hai kiểu gạch khác nhau để cho mình thấy.
Còn nếu muốn thì các bạn đều set số 4. Giả sử chỗ này thầy set số 2. Như vậy cái tab sau là số 2, leader 2. Tab trước là leader 4. Rồi mình tab đến enter. Như vậy lúc nãy thầy phân tích, thầy nói là cái tab sau chủ yếu là mình để dấu gạch thôi, cho nên nó là trái phải gì không quan trọng. Rồi tương tự như vậy, chúng ta gõ ngày sinh nơi sinh. Ngày sinh tab đến nơi sinh, tab đến. Và bây giờ ngay tại vị trí này mình thấy là cái tab này nó hơi không hợp lý, thì chọn hai cái dòng này, mình kéo tab qua, kéo tab qua, kéo ra sau tí nữa. Rồi ok, và tiếp tục enter xuống nơi sinh, rồi lớp khóa. Rồi thầy làm đến lúc có mặt luôn đi ha, có mặt lúc phòng máy số địa điểm. Ở các dòng khác các bạn tự làm nha. Có mặt lúc, và chỗ này cái tab của mình nó lui về phía trước tí xíu, cho nên thầy nói lúc nãy các bạn sẽ kéo cái tab này về. À, có mặt lúc phòng máy số. Rồi bây giờ vấn đề được đặt ra, địa điểm. Mình thêm một cái tab nữa, thêm một cái tab nữa, thì chỗ này tab mới chưa có gạch. Cái tab mới của mình là chưa có gạch. Vậy thì mình double click vô và mình chọn cái tab bao nhiêu đây? Chấm lẻ 5 chưa có gạch ha, mình set cho nó một cái gạch. Như vậy thì nó đã có cái đường gạch. Đến dự kỳ thi, để dự kỳ thi 2 chấm mình tab ra nhiều không cần, chỗ này bỏ tab thứ nhất, bỏ tab thứ hai, mình tab đến tab thứ ba luôn. Như vậy mình chỉ cần dấu gạch. Còn nếu trong trường hợp mà mình không bỏ hai cái tab này, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là dấu gạch, thứ hai là gạch giữa, thứ ba là dấu chấm. Như vậy ba cái tab ha. Còn nếu trong trường hợp mà bạn đều chọn dấu gạch hết thì nó có một cái dấu cách ở giữa, nhìn nó rất là kỳ. Rồi ok, tại vì sao khi mình xóa là nó bị dăng xuống hai hàng? Tại vì lúc nãy mình gõ mấy dấu tab? Gõ 3 lần luôn, gõ 3 lần cho nên nó dư. Bởi vì trên dòng của mình có một tab à, mà mình gõ đến 3 lần tab cho nên nó dư ha. Đó, mình gõ một lần tab là đủ rồi. Và mình đã làm dưới này, đến dòng Hồ Chí Minh nha. Còn cái chỗ mà thí sinh đến đúng giờ, thí sinh đến đúng giờ thì mình không tab là được rồi. Thí sinh đến đúng giờ, enter một cái. Sai rồi. Enter một cái. Và chỗ này Hồ Chí Minh, ngày tháng 5, trung tâm tin học, thì mình lại quay trở lại. Mình sẽ xài, mình bỏ cái tab left kia đi, mình sẽ tài tab center. Rồi, Hồ Chí Minh ngày. Thường chỗ này chúng ta sẽ làm gì? Hình như là in nghiêng thì phải. Ngày, tháng, năm. Rồi enter xuống, tab đến. Ví dụ giám đốc. Rồi xuống này sẽ thêm vô tab. Rồi như vậy các bạn thấy chữ giám đốc và tên nó thẳng hàng với nhau. Và đây là cái văn bản mà chúng ta sẽ chọn để in phiếu dự thi. Sau này các bạn có thể dùng văn bản này và dùng một cái danh sách thí sinh bằng Excel để chúng ta mail mệt lại, và chúng ta gửi cho thí sinh, mỗi thí sinh một tờ giấy hoặc một cái mail. Được chưa?
Đấy, như vậy cái bài mà chúng ta làm ở trong cái phần assignment thì thầy cũng cần các bạn làm một cái thiệp là vậy đó. Các bạn thiết kế cho các bạn một cái thiệp. Như vậy trong cái thiệp của bạn nó sẽ có là word add nè, picture nè, tab stop nè, rồi bullet numbering nè, rồi rocket. Nói chung là bạn sẽ làm sao mà cái thiệp nó sẽ nhiều thành phần. Bởi vì các bạn nhìn cái thiệp mà mấy hôm trước mà thầy giới thiệu cho các bạn đó, thì trong đó người ta cũng dùng khá là nhiều thành phần đó nha. Đó rồi, ok. Được chưa nào?